Chiều ngày 9 tháng 12, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang kiểm đếm số hàng hóa nghi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ tại hộ kinh doanh Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Theo đó, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã ập vào kiểm tra tại cửa hàng trên. Tại tầng 1 của cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi sách, giày dép gắn logo thương hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng. Tại kho chứa hàng, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm bộ quần áo, túi sách, giày dép của các thương hiệu nổi tiếng còn đựng trong hộp. Bên cạnh đó, đơn vị mời hai đại diện thương hiệu Chanel và Gucci đến cửa hàng thời trang. Tại đây, hai đại diện cho biết qua quan sát bằng mắt thường thì các sản phẩm nói trên có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cửa hàng Trang Nemo chưa xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của giày dép, túi sách quần áo, hoa tai đang trưng bày tại cửa hàng. Trước đó, Cục Quản lý thị trường cũng phát hiện nhiều vi phạm tại cửa hàng trên và bị xử phạt 27 triệu đồng về hành vi giả nhãn hiệu các thương hiệu nổi tiếng.